Mai này. Anh có một bí mật muốn nói cho Mai biết. Bí mật gì ạ? Em nhắm mắt lại đi. Chia tay nhá! Anh Đông! Cháu rất xin lỗi vì đã đến đây làm phiền ông và bác. Nhưng mà cháu hết cách thật rồi. Anh ấy bảo chia tay xong biến mất luôn. Cháu gọi điện, nhắn tin cả một ngày một đêm nhưng không thấy anh ấy trả lời. Này, thế cháu là... Cháu là Mai ạ. Thế Mai với thằng Đông nhà ông ấy yêu nhau lâu chưa? Hóa ra anh Đông anh ấy nói thật, anh ấy không kể gì về cháu với gia đình thật ạ. Đang yêu nhau tự dưng lại đòi chia tay, chắc là phải có lý do gì bố nhỉ? Hẳn là phải có lý do. Chẳng có chuyện gì ạ. Hôm đấy hai bọn cháu đang rất vui vẻ. Ôi dào, làm sao mà người ta có thời gian để làm phim cho em xem mãi được? Không xem phim thì mình xem cái khác. Xem quanh năm cùng nhau, cái gì chả được. Miễn là được ở cùng nhau này. Quanh năm mà ngày nào cũng có thì chỉ có chương trình thời sự thôi. À đấy, nhắc đến thời sự, anh phải về xem với ông đây. Anh Đông! Mai, em đừng có phát biểu lúc này. Em đang xúc động bởi phim ảnh thôi, không tỉnh táo đâu đấy. Em chẳng xúc động gì cả. Anh Đông, em muốn mình lấy nhau. Em muốn làm vợ anh cơ. Anh nhá. Mai này. Em nhắm mắt lại đi. Mình chia tay nhá. Anh Đông. Ông ơi, cháu sai ở đâu ạ? Ôi, giật ca mình. Em đứng đây từ lúc nào đấy? Em bình tĩnh rồi. Anh nói gì nói đi. Tốt. Bây giờ anh hỏi em nhá. Em có biết tại vì sao mà chúng mình chia tay nhau không? Hơi hơi ạ. Sao lại hơi hơi? Anh đã nói rất rõ với em ngay từ những ngày đầu mà mình yêu nhau rồi, phải không? Anh đã nói rất rõ là trong chuyện tình cảm, anh có hai nguyên tắc. Một là yêu anh ok. Hai là đòi cưới anh không ok. Đấy, em nhớ như thế cơ mà. Thế tại vì sao ngày hôm nay em sang tận nhà anh khóc lóc, rồi còn định tự tử nữa? Đùa. Em yêu đương thiếu chuyên nghiệp thế. Lúc em yêu một đằng, lúc em bỏ một nẻo. Có mà anh yêu một đằng bỏ một nẻo ấy. Anh bảo đòi cưới anh không ok. Thế thì không đòi cưới nữa. Yêu tiếp là được chứ gì. Không. Bây giờ không thể tiếp tục yêu nữa đâu. Tại vì em đã có dấu hiệu lằng nhằng rồi. Chúng ta chia tay bởi vì em đã vi phạm nguyên tắc. Thế nên là
đỡ mất thời gian. Anh bỏ em thật á? Anh Đông. Đùa. Anh đã nói với em như thế rồi sao em không hiểu nhở? Chúng ta chia tay bởi vì không cùng mục đích sống, không chung lý tưởng, không trùng quan điểm. Thế thôi. Có mỗi tối hôm qua là không trùng, chứ từ trước đến giờ hợp thế cơ mà. Sao hôm nay anh nói chuyện với em mà chán thế? Em đứng đây đợi anh. Huyền ơi, em là mẹ đơn thân, đúng không? Em đã có kinh nghiệm đổ vỡ trong chuyện tình cảm rồi. Từ nãy đến giờ đứng hóng. Em hiểu rõ câu chuyện rồi chứ? Em ra em khuyên con bé kia giúp anh một cái, cho nó tỉnh ngộ ra được không? Khuyên cái đầu nhà anh ấy. Hai anh chị cãi nhau xong chưa? Tôi bán hàng nữa. Đã không giúp được gì thì thôi, lại còn chửi cả khách hàng. Khách khứa gì? Toàn mấy phá đám. Nhớ ấy. Mai này, bây giờ Mai chỉ có 22 tuổi thôi. Mai còn đang rất là trẻ để biết rằng mình phù hợp với ai và ai phù hợp với mình. Đúng không? Ngay lúc này, em đang nghĩ rằng em rất yêu anh, phải không? Vâng ạ. Đấy, cái ngày mà anh bằng tuổi của em ấy, anh cũng đã từng nghĩ là anh rất yêu một cô gái nào đó, xong rồi cưới. Nhưng mà đoà một cái, bây giờ anh 31 tuổi rồi, anh lại yêu em. Rồi đoà một cái nữa, anh không biết ngày mai yêu ai luôn. Thế nên là ấy, không có cái gì duy nhất trên đời này cả, nhất là trong chuyện tình cảm. Anh nói Mai hiểu không nhỉ? Từ nãy đến giờ anh phân tích kỹ như thế, em không hiểu gì à? Em có. Nhưng mà... Có là có, chứ không nhưng. Nhưng mà em tiếc lắm. Anh Đông, anh đừng bỏ em mà. Anh mà bỏ em là em chả thiết sống nữa đâu đấy. Em nói thật đấy. Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá. Tạm thời mình sẽ hoãn cái việc chia tay lại, để em có thời gian suy nghĩ và bình tĩnh hơn. Ok. Ok. Đấy, em cứ cười tươi như thế này có phải tốt hơn không? Em phải nhớ ấy, em còn đang rất là trẻ, thế nên ấy, đừng bao giờ em suy nghĩ tiêu cực đến cái chuyện chết chóc hay bệnh tật gì ở đây cả. Được chưa? Cười lên nào. Giữ nguyên cái mặt này nhá. Nhớ nhá. Bây giờ muộn rồi, anh còn phải về chăm Sơn Ca nữa. Sơn Ca, suốt ngày Sơn Ca. Em ghét cái con gà điên đấy. Gọi Sơn Ca là con gà điên mà em đòi tính chuyện xa hơn với tôi á? Không có đâu, quên đi, chấm dứt. Em muốn làm gì thì làm. Anh Đông.